Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Thì bữa đến nay cũng khá là lâu rồi mình chưa làm lại cái series về vận động viên nổi tiếng họ đã từng sử dụng qua những cái cây vợt cầu lông về trong xuyên suốt sự nghiệp thi đấu của họ luôn. Và hôm nay mình sẽ làm cho các bạn về một cái vận động viên đánh cực kỳ hay luôn. À, thì bữa nay mình làm rất là nhiều về đánh đơn rồi nên hôm nay mình quyết định mình làm về một cái vận động viên đánh đôi nha. Anh ta cực kỳ nổi tiếng trong đánh đôi luôn. À, là đánh chủ yếu là đánh đôi nam nữ nè và có một cái khoảng thời gian thi đấu đôi nam cũng rất là thành công luôn. Vâng, không ai xa lạ, đó chính là Yuta Watanabe. Thì Watanabe sinh năm 1997 là một cái vận động viên hiện tại là thi đấu đôi nam nữ thôi các bạn cho đội tuyển cầu lông Nhật Bản. Anh ta là nổi trội là có cái tay trái cực kỳ khéo léo luôn, xử lý những cái tình huống cầu trên sân phải gọi là siêu đẳng cấp luôn. Thì khi mà nhắc đến Watanabe sẽ có bốn cái gạch đầu dòng, bốn cái hay mình khen ngợi và tất cả mọi người đều công nhận. Cái thứ nhất là cái tinh thần thi đấu của Watanabe phải gọi là cực kỳ bền bỉ luôn, không bao giờ mà biết bỏ cuộc các bạn. Các bạn có thể thấy là trên sân những cái pha cầu mà cực kỳ khó mà mình tưởng chừng như là không thể nào cứu được mà Watanabe vẫn có thể cứu được những cái pha đó. Đó là cái thứ nhất. Cái gạch đầu dòng thứ hai cực kỳ nổi trội của Watanabe đó là khi mà thi đấu ở trên sân á, thì Watanabe có một cái tốc độ di chuyển rất là nhanh. Hầu như là mình thấy Watanabe đánh ở trên sân là lúc nào cái chân cũng cực kỳ nhanh, lúc nào cái người cũng nhanh lẹ hết trơn á. Và có một cái các bạn có thể để ý là Watanabe có một cái thể lực cực kỳ khủng khiếp luôn. Đánh mình thấy là thi đấu tới C3 tới gần cuối C3C căng thẳng mà Watanabe vẫn cực kỳ thoải mái, vẫn di chuyển rất là linh hoạt. Không bao giờ mình thấy là có một cái sự mệt mỏi đối với Watanabe. Cái gạch đầu dòng thứ ba đó chính là Watanabe sử dụng cái tay trái của mình phải gọi là cực kỳ đẳng cấp luôn. Các bạn có thể thấy là với những cái tình huống cầu mà đối phương muốn ép Watanabe ép trái tay thì Watanabe có những cái pha bẻ chéo lại chéo xung quanh kia hoặc là ve luôn, thật sự rất là đẳng cấp. Cái tay trái phải gọi là siêu khéo léo luôn. Một trong những cái số ít vận động viên mình thấy là lối đánh ở trên sân khi mà bị ép trái tay mà có thể bẻ cái trái cầu khéo léo như vậy. Và cái cuối cùng nè, cái đặc biệt nhất và cũng là cái đẳng cấp nhất tạo nên tên tuổi của Watanabe đó chính là Watanabe có những cái pha chích sót chặt cầu phải gọi là cực kỳ khủng. Mỗi lần mà mình thấy Watanabe nhảy lên, mặc dù mình biết á, mặc dù đối phương bên kia cũng biết luôn là Watanabe là một cái người chơi thiên hướng về chặt cầu, chơi trái cầu nó sát lưới nhiều đó, nhưng mà họ đã chủ động và họ bắt những cái pha cầu đó rồi. Nhưng mà với Watanabe thì anh ta là cho họ bắt, cho họ thoải mái luôn và Watanabe vẫn có khả năng có thể mà chắc được những cái pha cầu đó, nó cực kỳ sát lưới và khiến cho đối thủ bên kia vẫn chùng chân. Đầu tiên là vào năm 2014 thì lúc này Yuta Watanabe chỉ mới 16 tuổi thôi nha các bạn nha. Thì đầu năm anh ta sử dụng cho mình cây vợt là Yonex Axeber 7 và đến giai đoạn giữa đến cuối năm thì anh ta chuyển sang cây vợt rất là hot lúc bấy giờ đó chính là Yonex Volt 80, một cái cây vợt thiên về tấn công đó. Thì lúc này á là Yuta Watanabe thi đấu ở cả hai nội dung luôn. Đôi nam thì bắt cặp với Mitsuhashi, còn đôi nam nữ là bắt cặp với idol Chiharu Shida, đang đánh đôi nữ ở thời điểm hiện tại rất là thành công của Nhật Bản ha. Rồi thì lúc này Watanabe thi đấu ở trên đấu trường thế giới vào năm 2014 thì anh ta mang về cho mình được 4 cái chiếc huy chương đồng ở giải trẻ luôn, ở đôi nam và đôi nam nữ giải vô địch trẻ thế giới, và cái thứ hai đó chính là 2 chiếc huy chương đồng ở giải đôi nam và đôi nam nữ giải vô địch trẻ châu Á, 2 cái giải vô địch phải gọi là đẳng cấp nhất ở cái giai đoạn trẻ luôn á. Tiếp theo vào năm 2015 thì Yuta Watanabe chuyển sang sử dụng một cái siêu phẩm vợt phải gọi là huyền thoại vợt cầu lông luôn, Yonex Volt ZF2 ha. Và khi mà đánh cái cây vợt này lúc này là Watanabe mới 17 tuổi và anh ta vẫn tham dự những cái giải trẻ các bạn, và anh ta mang về được 3 cái chiếc huy chương đồng hơi kém cạnh hơn so với năm 2014, đó chính là giải vô địch trẻ thế giới là ở nội dung đôi nam là 1 chiếc huy chương đồng, và 2 cái chiếc huy chương đồng còn lại là ở giải vô địch trẻ châu Á, một cái đôi nam một cái đôi nam nữ luôn. Kế tiếp vào năm 2016 thì Watanabe vẫn chọn sử dụng cho mình tiếp cây vợt Yonex Volt ZF2 các bạn nha, làm người bạn đồng hành. Thì cái lúc này là Watanabe các bạn biết rồi đã đủ 18 tuổi và anh ta bắt đầu thi đấu ở nội dung là người trưởng thành người lớn, và lúc này là Watanabe được tuyển thẳng vào đội tuyển chính thức của Nhật Bản luôn, và anh ta được bắt cặp với 2 cái tay vợt hoàn toàn mới, và chính 2 cái tay vợt này đã góp phần tạo nên một cái phiên bản của Watanabe rất là đẳng cấp và thi đấu rất là thành công ở điểm hiện tại. Thứ nhất ở nội dung đôi nam đó chính là huyền thoại Hiroyuki Endo, và thứ hai nội dung đôi nam nữ thì Watanabe được bắt cặp với người đàn chị Arisa Higashino, thi đấu rất là thành công cho đến tận bây giờ luôn, phải gọi là một trong những cái đôi nam nữ đẳng cấp nhất ở trên thế giới. Rồi thì trong năm 2016 khi mà mới bắt đầu bắt cặp với 2 cái tay vợt mới này, Yuta Watanabe vẫn đánh ở 2 nội dung đôi nam và đôi nam nữ luôn. Và các bạn biết cái chiếc vô địch đầu tiên mà Watanabe đạt được là ở tại đâu không?
đó chính là tại Việt Nam International Siêu Cha Hà Nội năm 2016 nha. Đó, thì lúc này là Watanabe đăng quang ở nội dung đôi nam nữ với Adisa Higashino, còn lại nội dung đôi nam á, thì Watanabe cũng về nhì. Thật sự rất là hay luôn. Và người Việt Nam mình cũng thường ví với nhau một câu rằng khá là hay, đó chính là bất kỳ vẫn cái vận động viên. Và người Việt Nam mình cũng ví von với nhau những cái câu nói rất là hay, đó chính là bất kỳ một cái vận động viên nào muốn thi đấu thành công ở trên đấu trường thế giới thì cũng phải đều đạt giải ở tại Việt Nam mới được. Như trước đây thì các bạn biết rồi, rất nhiều vận động viên đánh tại Việt Nam qua rồi họ thi đấu ở trên thế giới mới thành công được. Thật sự là có mới nói các bạn. Thì Watanabe cũng là một trong số đó ha. Và gần nhất là có Kento Muta, các bạn thấy không, thi đấu lại cái là 2017 ở Việt Nam, xong sau đó là 2018-2019 là hủy diệt toàn thế giới luôn đó. Thì nói có sách bắt cách chứng nha. Tiếp nữa, vào năm 2017 thì Yuta Watanabe chuyển sang sử dụng cây vợt vừa mới được ra mắt trong năm này luôn. Và tính cho đến thời điểm hiện tại thì cái cây vợt này vẫn được rất là nhiều các vận động viên trên thế giới sử dụng và thi đấu cực kỳ thành công, đó chính là Yonet Dura Yestrai. Và trong năm 2017 khi mà Watanabe sử dụng cái cây vợt này thi đấu ở cả nội dung đôi nam và đôi nam nữ thì đa số anh ta là chỉ vào đến trận bán kết thôi là thua rồi. Nhưng mà bên cạnh đó thì Watanabe cũng góp một cái phần sức rất là lớn để giúp đội tuyển cầu lông Nhật Bản vô địch cái giải độc đội hỗn hợp châu Á lại tiếp tục diễn ra ở Việt Nam các bạn nha. Đó, và ngoài ra thì Watanabe cũng giúp tuyển Nhật Bản là mang về được cái tấm huy chương đồng tại giải Suriman Cup. Vào năm 2018 thì Watanabe vẫn tiếp tục lựa chọn Yonet Dura Yestrai làm người bạn đồng hành thi đấu ở trên đấu trường chuyên nghiệp cùng với mình. Và chính năm 2018 này là cái năm để lại đánh dấu lại cái cột mốc quan trọng về cái sự bứt phá trong sự nghiệp thi đấu của Watanabe. Đó chính là các bạn biết cái giải BWF World Tour đầu tiên mà Watanabe đăng quang ngôi vô địch, đó chính là tại giải đó không? Đó chính là tại giải All England nha, ở nội dung đôi nam nữ cùng với người đàn chị Arisa Higashino với mình. All England là cái giải đấu rất là danh giá trên thế giới, có lịch sử lâu đời nhất trong tất cả các giải đấu luôn. Và tại năm 2018 này ở nội dung đôi nam nữ, giải All England mình xem rất là kỹ và mình thấy là Watanabe với Higashino thi đấu ở nội dung đôi nam nữ đánh qua tất cả các lượt trận từ tứ kết, bán kết, chung kết đều rất là căng, hầu như là 3C luôn. Và tại trận chung kết là họ đụng độ Yang Siwei cùng với Hoàng Gia Chong, cặp đôi rất là mạnh lúc bấy giờ. Và Watanabe đã bằng với cái sự bứt phá cùng kết hợp cùng với người đàn chị đánh lưới Adisa Higashino của mình đã đăng quang ngôi vô địch các bạn nha. Và đây chính là cái trận đôi nam nữ hay nhất, một trong những cái trận đôi nam nữ hay nhất mà mình từng xem luôn. Lúc này là thật sự Watanabe đã bắt đầu để lại một cái dấu ấn gì đó trong lòng người hâm mộ rồi đó. Đến năm 2019 thì từ đầu năm đến giữa năm Watanabe vẫn tiếp tục lựa chọn Yonet Dura Yestrai để thi đấu. Thì trong cái năm này cái thành tích nổi bật nhất phải kể đến đó chính là ở nội dung đôi nam, khi mà bắt cặp với huyền thoại Hiroyuki Endo thì Watanabe đã đánh bại cặp đôi Gideon cùng với Sukamucho ở giải là ASEAN Championship tại trận chung kết các bạn, là cái giải vô địch châu Á, một cái giải đấu rất là đẳng cấp luôn á, không thua kém gì giải vô địch thế giới đâu. Theo đánh giá của mình á, là vào năm 2019 này là cái cặp đôi Gideon cùng với Sukamucho là một cái cặp đôi rất là đẳng cấp ở trên thế giới, đánh với bất kỳ đối thủ nào họ cũng có thể hủy diệt được hết. Nhưng khi mà đụng độ Endo Watanabe á, thì cái lối đánh nó kỳ rơi nhau các bạn, bị tắt điện hoàn toàn luôn. Bên kia đập và bắt lưới cỡ nào Watanabe cùng với Endo cũng có thể thủ được hết trơn, cho bên kia đập thoải mái, chụp lưới thoải mái, cỡ nào cũng không chết hết. Và mình nhớ là cái trận đấu đó ở cái C2 á, là Endo Watanabe giành chiến thắng 21-3 trước Gideon với Sukamucho. Thật sự một cái tỷ số quá là cách xa, các bạn có thể thấy là nó kỳ rơi nhau như thế nào rồi đó. Tiếp theo là từ cuối năm 2019 đến đầu năm 2022, một cái khoảng thời gian rất là dài luôn, thì Yuta Watanabe chuyển sang sử dụng cho mình một cái siêu phẩm vợt, đó chính là Li-Ning Aeronet 9000C. Và đã mở ra một cái sự nghiệp thi đấu cực kỳ thành công, đạt đến đỉnh điểm của Watanabe luôn các bạn nha. Mình thấy Watanabe đánh cái cây 9000C này thành công đến mức mà truyền được cái lửa cho dân phong trào mua Aeronet 9000C rất là nhiều luôn. Khi mà đến bất kỳ một cái sân cầu nào, đến bất kỳ cái nhóm nào cũng thấy là có ít nhất con cây 9000C hết. Thì các bạn có thể thấy là Watanabe đánh thành công và truyền được cái lửa cho dân phong trào như thế nào rồi đó. Đó, thì trong cái năm 2019 đến năm 2022 này á, đầu tiên là ở nội dung đôi nam đi, thì Watanabe đã giúp người đàn anh Endo lần đầu tiên chạm tay vào cúp vô địch All England các bạn. Trước đó là Endo đã đồng hành cùng với người đồng đội cũ là Hayakawa
là đã 3 lần vào đến chung kết Olympic luôn, nhưng mà không có lần nào đăng quang vô địch hết. Nhưng mà khi thi đấu với Watanabe vào năm 2020 thì đã lần đầu tiên chạm tay vào cúp vô địch Olympic. Và về nội dung đôi nam nữ thì càng khủng khiếp hơn nữa, đó chính là Watanabe đã đồng hành cùng với Arisa Higashino lập được một cái cú đúp là vô địch All England 2 năm liên tục luôn, là 2021-2022. Tiếp đến là vào cái kỳ Olympic 2021 diễn ra vào cuối tháng 7 đầu tháng 8 thì Watanabe cũng mang về được cái 8 huy chương đồng. Và kế tiếp nữa vào cái giai đoạn gần cuối năm thì Watanabe đồng hành cùng Higashino mang về được cái 8 huy chương bạc tại giải vô địch thế giới nha, 2021. Chưa dừng lại ở đó đâu. Cái điều đặc biệt nhất mà mình thấy là có riêng một mình Watanabe có thể thực hiện được là trong cái khoảng thời gian từ đầu năm đến tháng 8 năm 2021 là Watanabe có sử dụng song song một cái cây vợt khác kèm với Aeronaut 9000C luôn, đó chính là Linen Aeronaut 9000Y. Cái cây Aeronaut 9000Y này thì Watanabe sử dụng thi đấu ở trong nội dung đánh đôi nam, để khi mà anh ta đánh ở trên sân anh ta thiên hướng về đánh lưới nhiều hơn các bạn, anh ta có thể chụp cầu cắm hơn và xử lý những cái pha mà đánh xỉa cầu thì nó được chính xác và linh hoạt hơn. Còn lại cái cây 9000C thì Watanabe sử dụng song song đánh ở nội dung đôi nam nữ để giúp anh ta có thể đặt ra được những quả đâm cầu nó uy lực hơn. Thật sự là mình thấy là Watanabe là một cái vận động viên duy nhất có thể làm được cái điều này luôn. Sử dụng hai cái cây vợt để đánh ở hai cái nội dung. Wow, cực kỳ ấn tượng nha. Thì trong cái khoảng thời gian mà Watanabe đánh cái cây Linen Aeronaut 9000Y này á, anh ta đã đồng hành cùng với người đàn anh Hiroyuki Endo và đã giúp Endo tiếp tục một lần nữa đăng quang ngôi vô địch All England vào năm 2021, là cũng lập cái cú đúp là vô địch All England 2 năm luôn. Nhưng mà 2020 là đánh 9000C, còn 2021 là đánh 9000Y nha. Tiếp theo đó là vào đến kỳ Olympic Tokyo 2021 thì Watanabe đã đánh 9000Y và vào đến tứ kết cùng với Endo. Thì sau cái giải Olympic này thì người đàn anh Hiroyuki Endo cũng đã nói lời chia tay với Watanabe, là anh ta giải nghệ các bạn nha. Và tiếp theo đó là Watanabe chỉ đánh duy nhất một cái nội dung đôi nam nữ cho đến tận thời điểm hiện tại, và anh ta chỉ sử dụng một cái cây vợt, đó chính là Linen Aeronaut 9000C thôi nha. Và cuối cùng là từ tháng 4 năm 2022 cho đến tháng 7 năm 2023 hiện tại luôn, thì Yuta Watanabe chuyển sang sử dụng cho mình cây vợt là Aesword 80 của nhà Linen. Thì khi mà sử dụng cái cây vợt này, mình thấy là Watanabe thi đấu cũng khá là thành công, mà đa số là về nhì tại các giải thôi. Trong đó nổi bật nhất phải kể đến đó chính là cái chức vô địch thế giới Watanabe cùng với Arisa Higashino đã mang về được cho mình cái chức cái tấm huy chương bạc một lần nữa, giành huy chương bạc nha. 2021 cũng là giành được huy chương bạc luôn. Hơi đáng tiếc một chút xíu. Rồi thì đến năm 2023 thì họ cũng có mang về được cho mình cái tấm BWF World Tour đầu tiên, cái danh hiệu đầu tiên, đó chính là tại giải India Open, một cái giải đấu khá là lớn, Super 750 lần. Thì gần đây nhất đó chính là tại giải Indonesia Open, một cái giải đấu Super 1000, là họ đã để thua tại trận chung kết, mang về được cho mình cái tấm huy chương bạc, để thua trước là Yang Siwei cùng với Hoàng Gia Tròn các bạn nha. Đó. Rồi thì và đến cái thời điểm hiện tại tháng 7 này luôn thì Watanabe hiện đang tham gia thi đấu ở trên một cái giải đấu rất là nổi tiếng ở trên sân nhà của mình, đó chính là giải Japan Open Daihatsu. Đó thì mong rằng cái giải này Watanabe sẽ một lần đầu tiên đăng quang vô địch. Đó, bởi vì trước đó là Watanabe có thể là vô địch rất là nhiều cái giải đấu trên thế giới, nhưng mà ngay tại cái giải Japan Open diễn ra ở trên sân nhà của mình thì Watanabe chưa một lần nào đăng quang hết các bạn nha. Đó, mong là anh sẽ đăng quang cùng với Arisa Higashino để mang về được cái niềm vinh dự, cái niềm tự hào cho nước chủ nhà Nhật Bản luôn. Khoan, dừng khoảng chừng là 5 giây bởi vì còn có thêm một cái thông tin hay. Đó chính là sau khi mà giành được tấm huy chương đồng ở kỳ Olympic Tokyo 2021 là Watanabe đã sử dụng cái cây Linen Aeronaut 9000C đồng hành cùng với Arisa Higashino á, thì nhà Linen thấy là Watanabe đánh khá là thành công nên là quyết định cho ra mắt một cái siêu phẩm vợt, đó chính là Linen Aeronaut 9000C Olympic Watanabe. Nhưng mà cái cây vợt này á, mình thấy là cái màu sắc đồ của nó khá là đẹp, khá là bắt mắt luôn, nhưng mà chưa từng thấy là Watanabe sử dụng ở bất kỳ một cái giải đấu nào hết trơn á. Nếu mà các bạn có biết là Watanabe sử dụng cái giải đấu nào, các bạn cứ comment cho mình cùng với mọi người biết thêm nha. Thật sự á, thì mình kiếm rất là kỹ nhưng mà mình không thấy, mình thấy là đa số là Watanabe, mình thấy là đa số chỉ có cái cây vợt đó trong một cái hộp và có một cái túi rất là đẹp thôi, chứ thực sự là chưa thấy Watanabe đánh lần nào. Các bạn biết thì nhớ comment nha. Rồi, và đây cũng là bài chia sẻ của mình về vận động viên rất là nổi tiếng ở trên thế giới, Yuta Watanabe, với cái tay trái rất là ngoan của mình đã từng sử dụng qua những cái cây vợt cầu lông gì trong xuyên suốt sự nghiệp thi đấu của anh ấy luôn. Nếu mà các bạn thấy video này của mình hay và bổ ích thì nhớ để lại cho mình cùng team BNB một like và một đăng ký kênh, đó sẽ là động lực để tụi mình làm những cái video tiếp theo được hay và chỉnh chu hơn luôn. Và tiếp theo các bạn muốn mình làm về vận động viên gì thì nhớ comment, mình sẽ lên nội dung ý tưởng và làm cho các bạn xem. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại nha. Bye bye.